Xin chào quý vị, chào cô chú và chào quý anh chị. Đã lâu lắm rồi Nhi mới lên live lại vì cái thời gian vừa qua thật sự là quá nhiều việc, đi đây đi đó rồi cũng mắc mưa mắc gió, cũng sốt cũng cảm, cho nên là không có thời gian, không có sức khỏe mà để mình lên mình chia sẻ về cái môn học. Thì như quý anh chị quý vị thấy rồi đó, khi mà cái cơ thể chúng ta không có sức khỏe, chỉ cần bị một cái vấn đề gì thôi là cơ thể chúng ta rất là mệt mỏi. Mà khi cơ thể chúng ta mệt mỏi rồi là tinh thần chúng ta không có. Khi không có tinh thần thì chúng ta chẳng làm được gì, và chúng ta không có một cái năng lượng tích cực, cũng không có một cái năng lượng vui vẻ để chúng ta chia sẻ một cái vấn đề gì đó. Cho nên là cái sức khỏe của chúng ta nó rất là quan trọng và nó đứng hàng đầu. Cho nên á, ông bà nói á, là sức khỏe là mẹ thành công, điều đó không có sai. Cho nên là bây giờ thì bắt đầu thì mới có thời gian, và cũng là cái mình khi mà cái con người của mình nó có một cái năng lượng tích cực, khỏe mạnh vui vẻ thì cái tinh thần mình nó rất là sảng khoái, thì khi đó mình chia sẻ, mình đặt hết cái tâm trạng vào, rồi mình tập trung mà mình cũng có cái năng lượng để mình ngồi mình làm việc. Trong cái trường hợp này thì Nhi nghĩ rất chắc là quý anh chị và cô chú cũng gặp phải rất là nhiều, và thực tế là như vậy. Cái vấn đề mà bị về cái đau xương khớp á, về vấn đề gai cột sống, nhức tay nhức chân nhức cổ chân nhức đầu gối, tất cả nó liên quan đến cái xương khớp của chúng ta. Thì cái điều đầu tiên á, là quý vị cũng biết khi chúng ta còn trẻ chúng ta sẽ không bao giờ đau nhức. Thì trong cái thời gian chúng ta còn trẻ thì chúng ta lại lãng phí về cái thời gian chúng ta phá cái sức khỏe, cũng như chúng ta hủy hoại sức khỏe bằng cái cách chúng ta ăn uống không điều độ, chúng ta ngủ không điều độ, và chúng ta sinh hoạt rất là nhiều thứ phức tạp, cũng như chúng ta thức khuya rồi chúng ta ăn uống nhiều thứ mà chúng ta không có chú ý đến. Thì trong cái quá trình mà khi chúng ta còn trẻ thì cái đề kháng chúng ta nó rất là mạnh, thì đồng thời những cái độc tố đó nó động lại nó sẽ không có vực dậy lên được qua cái đề kháng chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta có một cái lứa tuổi nhất định nào đó thì bắt đầu cái đề kháng chúng ta nó sẽ yếu. Yếu là bởi vì thời gian cơ thể, những cái tế bào của chúng ta đã bị bào mòn theo thời gian, và cái đề kháng của chúng ta nó một ngày nào đó nó không còn cái khả năng để chống chọi. Thì những cái độc tố đó nó đang nằm trong những cái tế bào của chúng ta hàng ngày, thì bây giờ cái tế bào của chúng ta nó không còn một cái khả năng, nó không còn đủ cái độ mà gọi là pH trong người chúng ta nữa, thì bắt đầu những cái vi khuẩn đó nó tấn công, nó làm cho chúng ta đau và nhức, trở trời trở gió, nhất là vào mùa lạnh nó sẽ làm cho chúng ta nhức nhiều hơn, và vào mùa nóng thì nó sẽ dẫn đến dễ xương của chúng ta dễ di chuyển qua cái viêm xương như ung thư xương. Thì cái mà nó viêm xương và ung thư xương nó dẫn đến không phải tự nhiên mà chúng ta bị, mà chúng ta được nuôi dưỡng theo thời gian rất là dài. Cho nên á, là như muốn chia sẻ đến cho quý anh chị và cô chú, có một cái môn học mà chúng ta không cần sử dụng tài chính, và chúng ta không phải tốn tiền mà chúng ta lại hết bệnh. Nhưng quý vị, cái gì cũng vậy, nó còn phải có một cái sự trả giá. Không có sự thành công nào mà chúng ta không trải qua bể dâu và đau khổ. Không có một sự thành công nào mà chúng ta không trả giá cho nó. Nhưng chúng ta trả giá đúng và chúng ta đi đúng thì chúng ta có một cái kết quả rất là tốt đẹp và thành công. Thường cái xu hướng của chúng ta bây giờ là quý anh chị rất là bộn bề với cuộc sống, rất là bộn bề với cơm áo gạo tiền mỗi ngày, chúng ta không có thời gian để chúng ta đeo đuổi hay như là chăm sóc cho bản thân, mà chúng ta mãi lao theo kinh tế, chúng ta mãi lao theo đồng tiền mà chúng ta quên mất chăm sóc chính bản thân của mình. Có nghĩa là chúng ta sẽ làm tất cả, làm mọi việc, chúng ta sẽ làm vì người này làm vì người kia, nhưng đôi khi chúng ta quên mất vì bản thân. Cho nên bản thân chúng ta tới một ngày nào đó, tới một giai đoạn nào đó, nó sẽ lâm nguy và nó gục ngã. Gục ngã ở đây chúng ta là bị gục ngã theo cái bệnh tật. Chúng ta không còn đủ một cái năng lượng để chống chọi bệnh tật, chống chọi những cái vi khuẩn, chống chọi những cái virus mà thời tiết nó sẽ gây ra. Nó làm cho chúng ta đau,
nhiều cái biến cớ nó đâu ra. Đón tại trường Đài Bắc khác với cái nghi thức. Thì bây giờ Nhi muốn chia sẻ đến cho quý vị cái môn học mà chúng ta không cần phải dùng tiền bạc. Khi mà chúng ta không hao tổn về kinh tế, chúng ta không tốn tiền bạc, thì ắt tự nhiên cuộc sống chúng ta sẽ dư tài chính và chúng ta giảm gánh nặng phải lao theo đồng tiền, phải lao theo kiếm tiền. Môn học này nó đòi hỏi là gì? Đòi hỏi trước nhất là bản thân chúng ta phải thử thách chính mình, thử thách mình, coi mình có đủ khả năng và đủ kiên trì, đủ vượt qua được cái khó khăn đó hay không. Khi chúng ta vượt, chúng ta thử thách bản thân mình, chúng ta đã thắng, thì ắt mọi chuyện ở ngoài xã hội chúng ta sẽ thành công. Còn bây giờ chúng ta thấy chúng ta thành công nhiều mặt, nhưng thật ra không phải. Đó là cái bìa mặt chúng ta thấy thôi, bìa nổi chúng ta thấy thôi. Còn cái bìa chìm và cái bìa mặt chìm chúng ta không thấy được, là chúng ta đang thấy thành công cái này, thành công cái kia, chúng ta dư cái này, chúng ta dư cái nọ, nhưng chúng ta chỉ gom tất cả các mối để rồi sau này chúng ta chỉ đưa một mối mà thôi. Có làm bao nhiêu đi nữa, có thâu nhận vào bao nhiêu đi nữa, thì sau này chúng ta cũng trả về cho một mối, đó là chúng ta đau ốm bệnh tật. Khi chúng ta đau rồi, chúng ta không còn năng lượng, sức khỏe để kiếm tiền, và cái tiền chúng ta để dành được, chúng ta đưa vào để nuôi nó, thì cái đó là gọi là thất bại, không có thành công. Đối với môn học, cái này Nhi dựa theo môn học chứ không phải là Nhi nói quý vị không thành công mà Nhi nói Nhi thành công nha. Quý vị phải hiểu cho rõ, đối với cái môn học này là được trả lời cho câu trả lời của mình, đó là thất bại chứ không phải thành công. Và khi chúng ta đến với môn học này, chúng ta thử thách được bản thân và chúng ta làm được điều đó, và chúng ta quyết định theo nó và chúng ta giữ được điều đó, đó là chúng ta thành công. Vì khi chúng ta đến với nó, chúng ta không còn suy nghĩ bon chen cơm áo gạo tiền, không còn đua theo đồng tiền để mà làm để dành nữa. Tại vì mỗi ngày chúng ta đều có sức khỏe rồi, mỗi ngày chúng ta đều điều trị cho mình rồi, chúng ta là bác sĩ cho bản thân luôn, chúng ta điều trị cho mình rồi, thì chúng ta không cần phải kiếm quá nhiều tiền để dành, để lỡ sau này có đau bệnh tật. Mà đau bệnh đâu phải chết liền đâu quý vị. Có nhiều người sẽ hết tài sản nhưng không chết, nhưng có nhiều người rất nhiều tài sản rồi hết tài sản cũng không sống, và tài sản cũng hết và sanh mạng cũng đi luôn. Cho nên là cái môn học này nó giúp chúng ta giải quyết được những cái bệnh gốc trong tế bào chúng ta, đồng thời chúng ta sẽ loại bỏ hết tất cả những tế bào chết và chúng ta tái tạo lại cơ thể của chúng ta. Bộ máy cơ thể của chúng ta nó có một cái quyền lực rất là hay, tại vì chúng ta chưa biết sử dụng mà thôi. Thì chúng ta sẽ nhờ qua cái môn học này, chúng ta sẽ đào thải hết tất cả những tế bào chết trong cơ thể chúng ta, và cơ thể chúng ta sẽ hồi sinh và cung cấp lại những cái độ pH, chúng ta sẽ nuôi lại cơ thể, chúng ta sẽ tự tạo lại một cái tế bào mới để nuôi dưỡng một cái tế bào mới, và cái tế bào đó nó cung cấp cho cái cơ thể chúng ta một cái đề kháng rất là tốt, và chúng ta không còn bệnh tật, chúng ta không đau đớn nữa. Và hôm nay là Nhi chia sẻ về cái xương khớp cũng như là đau nhức các bệnh tật về xương, về khớp. Thì cái clip nó có một cái giới hạn, cho nên thời gian nó có giới hạn quý vị. Nhi sẽ nói đến đây thôi. Và hẹn lại quý vị, Nhi sẽ chia cái clip này bằng là cái tập tập 1. Và Nhi sẽ hẹn lại quý vị cái tập 2 để Nhi nói về cái môn học này, và cũng như là nói về cái cách điều trị theo cái môn học này, và chúng ta không cần tốn tiền để dùng thuốc tây, và chúng ta uống thuốc nhiều thì chúng ta sẽ có cái hậu quả gì về sau cho cái xương khớp của chúng ta. Thì Nhi xin hẹn lại quý vị vào phần 2, vào cái clip sau. Thì quý vị nhớ ủng hộ cho Nhi, và nếu quý vị thấy nó có ý nghĩa và muốn lắng nghe thêm cái vấn đề chia sẻ về cái môn học này, và trong thời gian Nhi đã học 2 năm, thì quý vị nhớ đăng ký cũng như chia sẻ ủng hộ cho Nhi, để Nhi có một cái tinh thần tiếp tục chia sẻ. Thật ra cái vấn đề này Nhi rất là muốn làm, rất là muốn chia sẻ, muốn cái clip mình nó lên đều đều mỗi ngày. Nhưng cái thời gian vừa rồi á, cuộc sống của Nhi nó còn nhiều thứ bề bộn chưa có sắp xếp được. Nhưng từ nay về sau Nhi sẽ cố gắng làm sao mỗi tuần phải lên được 5 clip để cho quý vị theo dõi. Thì cái môn học nó quý vị dễ nắm bắt hơn và dễ hiểu hơn, để quý vị Nhi tạo một cái cầu nối, nhịp cầu
nối gieo duyên để cho quý vị có duyên đến với cái môn học này là quý vị là một người tự chữa cho mình và tự là bác sĩ cho mình. Quý vị không có cần lo cơm áo gạo tiền quá nhiều. Chúng ta mỗi cuộc sống chỉ làm đủ ăn, cơm áo gạo tiền hàng ngày là được. Chúng ta không cần phải quá giàu hay là quá dư để chúng ta dư mục đích chỉ để dành để nuôi bệnh thôi, chứ không phải chúng ta làm mục đích gì cả. Có dư đi nữa thì chúng ta cũng nói cái câu rằng làm để dành lỡ có đau bệnh. Thì bây giờ chúng ta đã chữa bệnh mỗi ngày cho chúng ta rồi thì cơ thể chúng ta tới già đi là chết, chứ chúng ta không có bệnh nữa. Cho nên cái kinh tế mà dư, cái tài sản mà chúng ta lượm được và lớn nhất đó là sức khỏe. Và cái tài sản đó chúng ta đã tích lũy mỗi ngày rồi, và không có một cái giá trị nào lớn hơn cái tài sản đó. Cho nên cái tài sản đó, thay vì chúng ta đo lường bằng tiền thì cái tài sản đó nó vượt hơn cả tiền. Cho nên chúng ta hãy đến với nó để chúng ta nắm được cái tài sản mà vô giá chúng ta. Tuy nhiên cái môn học này á, quý vị nghe thì quý vị nghĩ là mơ hồ, nhưng bởi vậy cái gì như đã nói, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Tại sao nó dễ vậy mà không ai biết? Nhiều người biết nhưng người ta không có theo được, và nhiều người biết nhưng người ta vẫn bỏ cuộc. Thứ nhất, người ta không đủ duyên. Thứ hai, người ta chưa đủ phước. Thứ ba, người ta thấy quá khó khăn, bởi vì người ta không có thử thách được qua bản thân của chúng ta, của họ. Cho nên cái này nó cần ngày dài tháng rộng, cho nên họ bỏ cuộc. Họ mua cái gì họ cũng thích nhanh, và họ nhờ nương tựa vào người khác. Mình nhờ cái viên thuốc thì mình cũng đang dựa vào nó, nó là giúp mình, làm cho mình giảm đau, chứ mình không có tự lực mà mình chữa cho mình, và mình không có tự lực để mình giải quyết ra. Thì cái này, cái môn học này đòi hỏi là bản thân mình phải tự làm cho mình, tự trả giá cho mình, tự mình đưa nó ra, tự mình đưa nó vào, thì bây giờ tự mình đưa nó ra. Tại vì khi mình sinh hoạt, mình ăn uống, mình sống trong môi trường là tự mình đưa vô. Nhưng mà khi mình đau bệnh thì mình lại đi nhờ người khác, chứ mình không có tự mình đưa ra. Đó, quý vị thấy không? Cho nên hôm nay Nhi chia sẻ đến đây, và Nhi cảm ơn quý vị và anh chị rất là nhiều. Xin chúc cho quý vị và anh chị có một ngày rất là nhiều năng lượng, rất là nhiều mạnh khỏe và hạnh phúc. Bye bye, xin chào quý vị.